Vâng, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Em Tùng Audio Hải Dương. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng Em Tùng Audio nhận được rất nhiều đơn hàng của anh em trang bị âm thanh và một trong những bộ combo sản phẩm bộ karaoke gia đình chuyên nghiệp bên Em Tùng lên đường cho hai anh em khách. Và ở đây thì các bác đã được nhìn thấy với bộ dàn máy âm thanh trị giá trong khoảng tầm giá 16 triệu đồng, chúng ta sẽ có ngay cho mình một bộ dàn âm thanh vô cùng chất lượng. Chúng ta sẽ có gì ạ? Loa RCF kết hợp với dàn máy âm thanh của ETC và súp điện JBL-A836. Và đây là bộ combo của anh em khách đã đặt hàng bên cả Em Tùng Audio. Hôm nay thì có hai dàn máy lên đường. Thì cái sản phẩm như thế này thì chúng em sẽ gửi tách bạch từng kiện, riêng từng kiện một khi các anh em nhận hàng. Đấy là các anh em lưu ý chúng ta nhận đủ số kiện nhé. Và chắc chắn rồi, bên cả anh em cũng đã hỗ trợ setup cài đặt trước các hiệu ứng âm thanh tính năng. Thì khi anh em nhận hàng về, chúng ta cũng cần phải thao tác quá nhiều nữa, bởi bên cửa hàng em đã hỗ trợ cài đặt các hiệu ứng rồi là setup một cái chế độ âm thanh và hóa gia đình vô cùng chuyên nghiệp rồi. Và sẽ có ngay cho mình một dàn máy âm thanh vô cùng chất lượng. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cặp loa của RCF. Đây là cặp loa Bullbass 30 hàng nhập khẩu. Bên cửa hàng em lên sóng cho anh em cặp loa này, thì khi các anh em nghe nhạc hay hát cặp thì gia đình nó rất là chuyên nghiệp, với chế độ âm thanh bass chép côn 76 từ 190, nghe nhạc rất là sôi động, với chế độ âm thanh tiếng bass sâu và chắc tiếng, hay là giải lời thanh thoát thì chúng ta hát với tiếng chép bay, với dòng loa RCF và kết hợp với dàn máy âm thanh chính hãng của ETC đẩy công suất ETC 800. Đây là phiên bản đẩy 2 kênh với 700W một kênh, kết hợp với vang cơ lai số ETC LX650 Pro, dòng vang cơ lai số chính hãng, nhiều tính năng và dễ sử dụng. Bên cả anh em cũng đã hỗ trợ setup và cài đặt các hiệu âm thanh rồi. Bác nhận hàng về không cần phải cài đặt khó khăn gì trên thân máy cả. Các bác chỉ cần ghép đối vào các thiết bị âm thanh đơn giản như là ghép với đẩy này, ghép với âm ly nếu các anh em muốn mua lại thiết bị. Mẫu sản phẩm vang này là một trong những mẫu sản phẩm vang cơ lai số rất hay, có hiệu âm thanh echo reverb. Đấy, các anh em mua lại. Còn nếu đã mua với bộ combo dàn máy thì bên em đã hỗ trợ setup và cài đặt trước các hiệu âm thanh rồi. Khi các anh em nhận hàng về, chắc chắn là các anh em sẽ cảm thấy rất là hài lòng đến từ bộ combo dàn máy bên cửa Em Tùng Audio lên sóng cho anh em khách hàng. Tiếp theo chúng ta sẽ có phiên bản lâng tiếng ETC MK2000. Đây là một trong những mẫu sản phẩm lâng tiếng rất là chất lượng. Khi anh em nghe nhạc hoặc là khi muốn tinh chỉnh âm thanh bass chép, chúng ta bật cho em trên các phím tính năng có 4 tính năng cơ bản: bass, tiếng, chế độ nhạc chép, thiết kế giao diện đèn led rất đẹp đúng không ạ? Và kết hợp với mic không dây ETC DX10 nữa. Và chúng ta đã có ngay cho mình một bộ karaoke gia đình hoàn hảo với đầy đủ các tính năng và đầy đủ các thiết bị sản phẩm rồi. Đầy công suất, vang, lâng tiếng và mic không dây. Và ở đây thì các bác đang được nhìn thấy một quả súp điện Bass 30 JBL-A836 sẽ là sự lựa chọn hàng đầu để anh em nâng cấp dàn máy âm thanh gia đình với tiếng bass chắc, sâu và đánh rất là lực tiếng. Khi chúng ta nghe với âm thanh tiếng súp thì các bác sẽ cảm nhận được ngay sự sôi động với chế độ âm thanh tiếng bass rất là chắc đến từ dòng súp điện JBL-A836. Và tổng trị giá một combo ngày hôm nay bên cửa Em Tùng Audio lên sóng với mức giá chỉ có 16 triệu 500 nghìn đồng thôi. Là các anh em sẽ sở hữu ngay cho mình một bộ dàn máy rất là chất lượng để có anh em nâng cấp vào dàn máy âm thanh gia đình nhà mình. Và chúng ta đang có loa rồi, vẫn có thể kết hợp với đôi loa này bên cửa hàng nghe. Và bây giờ thì cùng anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh tiếng nhạc, sau đó em sẽ test tiếng mic, tiếng lời đến từ dàn máy trị giá 16 triệu 500 nghìn đồng lên đường cho anh em khách hàng trong buổi ngày hôm nay. Đồng hôm nay lên đường gửi cho anh em khách hàng ở Đắk Lắk. Đây các bác thấy một bộ dàn âm thanh vô cùng hoàn hảo, còn gì tuyệt vời hơn nữa khi chúng ta nghe nhạc với chế độ âm thanh của dàn máy đồng bộ như thế này. Khi ra nghe em trải nghiệm âm thanh, các bác sẽ thấy ngay cặp loa RCF đánh tiếng bass rất là sâu và kết hợp thêm tiếng trầm JBL-A836 nữa, mang lại cho anh em cái sự sôi động và chuyên nghiệp khi chúng ta nghe nhạc và sử dụng hát cao khi gia đình như thế nào. Thì cùng anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh tiếng mic, tiếng lời của dàn mic
ETC XM10 kết hợp với điệu hiệu ứng vang nhại của dòng vang ETC LX650 Pro và cùng anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh nhé. Một thay 5 6 7 8 9 7, một thay 5 6 7 8 9 7, 5 6 7 8 9 7, một thay 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7. Anh em, như vậy chúng ta đã được nghe và trải nghiệm âm thanh tiếng mic tiếng đời đến từ dàn máy âm thanh đồng bộ và bên cửa em Tùng Audio lên sóng, và hôm nay lên đường của em khách hàng bác đã cảm nhận được cái sôi động và chuyên nghiệp khi chúng ta sử dụng bộ dàn máy âm thanh này chưa ạ? Em đã hỗ trợ setup và cài đặt trước các hiệu ứng rồi, để các anh em nhận hàng về các bác sẽ cảm nhận được ngay giọng hát của mình nó thay đổi thanh thoát, bay ngọt tiếng và có độ linh tiếng tốt nhất từ bộ dàn máy này. Và nếu như anh em mua lẻ ngoài thị trường, thậm chí là anh em đi mua ra ngoài thị trường mua một bộ dàn âm thanh như này, ít nhất anh em phải bỏ ra 20 triệu đồng hoặc thậm chí còn có thể nhiều hơn nữa. Nhưng đến với cả em Tùng Audio, các bác anh em mua những cái bộ dàn máy sẽ được giảm giá cực kỳ đặc biệt. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em Tùng Audio tiếp tục lên đường cho anh em khách hàng với dàn máy âm thanh đồng bộ có loa đẩy vang mic và sút điện nữa. Anh em nào có nhu cầu cần mua những bộ dàn máy âm thanh như này, các bác liên hệ trực tiếp để em Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại 0979629336 đặt hàng sửa ngay cho mình những bộ dàn máy âm thanh chất lượng và giá rẻ bên cửa hàng em đang xả hàng nhé. Xin chào các bác.